này thiện dũng mãnh nếu đại bồ tát hành không duyên thánh đế khổ tập diệt đạo là hành bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh về các bồ tát trừ bỏ sự duyên khổ tập diệt đạo nếu có thể từ bỏ được sự duyên thì không có việc trừ bỏ cũng không chỗ hành nên nói bồ tát hành không chỗ hành này thiện dũng mãnh nếu đại bồ tát hành không duyên minh thoát là hành bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì các Bồ Tát trừ bỏ được tất cả sự duyên minh thoát. Nếu có thể trừ bỏ được tất cả sự duyên minh thoát thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãi, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên đoạn tận, không sanh, không tạo tác là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao thiện dũng mãi? Vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên đoạn tận, không sanh, không tạo tác. Nếu có thể trừ bỏ được tất cả sự duyên này thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành này thiện dũng mãi nếu đại bồ tát hành không duyên địa thủy hỏa phong không thức giới là hành bát nhã ba la mạch đa vì sao thiện dũng mãi vì các bồ tát có thể trừ bỏ sự duyên địa thủy hỏa phong không thức giới nếu có thể trừ bỏ các sự duyên này thì không chỗ hành nên nói bồ tát hành không chỗ hành này thiện dũng mãnh nếu đại bồ tát hành không duyên thanh văn độc giác bồ tát phật địa là hành bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì các bồ tát trừ bỏ sự duyên thanh văn độc giác bồ tát phật địa nếu các bồ tát có thể trừ bỏ sự duyên thanh văn độc giác bồ tát phật địa thì không chỗ hành nên nói bồ tát hành không chỗ hành này thiện dũng mãnh nếu đại bồ tát hành không duyên pháp thanh văn độc giác bồ tát phật là hành bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì các bồ tát có thể trừ bỏ sự duyên pháp của thanh văn độc giác bồ tát phật nếu các bồ tát có thể trừ bỏ sự duyên pháp thanh văn độc giác bồ tát phật thì không chỗ hành nên nói bồ tát hành không chỗ hành này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên niết bàn là hành bát nhã ba la mật đa, vì sao thiện dũng mãnh? Vì các Bồ Tát biết tất cả sự duyên niết bàn. Nếu các Bồ Tát biết tất cả sự duyên niết bàn thì không chỗ hành nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên tướng hảo thanh tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, vì sao thiện dũng mãnh? Vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên tướng hảo thanh tịnh nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên tướng hào thanh tịnh thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãi, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên thanh tịnh cõi Phật là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao thiện dũng mãi? Vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên thanh tịnh cõi Phật. Nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên thanh tịnh cõi Phật thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãi, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên công đức viên mãn của Thanh Văn là hành Bát Nhã Ba la Mật Đa. Vì sao thiện dũng mãi? Vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên công đức viên mãn của Thanh Văn. Nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên công đức viên mãn của Thanh Văn thì không chỗ hành nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãi, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên công đức viên mãn của Bồ Tát là hành Bát Nhã Ba la Mật Đa. Vì sao? Thiện dũng mãi vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên công đức viên mãn của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên công đức viên mãn của Bồ Tát, thì không chỗ hành nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãi, nếu các Bồ Tát có thể hành được như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu các Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa, thì biết khắp tất cả duyên mà hành, trừ bỏ tất cả duyên mà hành. Thế quyển thứ 597